hôm nay tiếp tục ghi nhận là một ngày nắng mạnh và nhiệt cao ở Nam Bộ. Nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay đều tăng phổ biến là từ 1 cho đến 3 độ so với ngày hôm qua. Ở miền Đông Nam Bộ, phổ biến với mức nhiệt 35 đến 38 độ C, riêng có Thủ Dầu Một là mức nhiệt 39 độ C. Ở miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ dao động là 33 đến 36 độ C, cũng chỉ riêng có Vĩnh Long, nhiệt độ cao nhất 37 độ C. Sang đến ngày mai thì khả năng nắng nóng sẽ thu hẹp về diện và giảm về cường độ so với ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh từ 36 đến 38 độ C. Ở miền Tây như tại Cần Thơ và các nơi khác cũng nóng với mức nhiệt 35 đến 36 độ C. Còn lại thì phổ biến là từ 33 đến 34 độ C. Về thời tiết, thành phố biển Phú Quốc đêm nay sẽ tạnh ráo thoáng đãng với mức nhiệt là 27 độ C. Sang đến ngày mai thì nắng sớm, nhiệt cao với mức nhiệt là 33 độ C. Về chiều tối mai thì mưa dông có thể xuất hiện nhưng với lượng nhỏ và sẽ dứt nhanh. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo đêm nay và ngày mai, vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang, trời ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió ở đây không quá cấp 4, an toàn cho các lịch trình ra vào các đảo Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu, Côn Đảo và Phú Quý,